À, Bi hôm nay Bi 1 tuổi, Bi là con gái nha. Còn đây là Gạo, bây giờ là Gạo được 5 tháng tuổi, nặng 2 lạng, hơn 2 lạng. Gạo là con trai, bây giờ mình sẽ đưa hai cái chuồng này sát vào nhau nha. Bi dữ lắm. Từ 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 xếp chuồng lại cẩn thận. Ok, về Gạo đây. Đi qua Gạo đó, Gạo sợ lắm nhưng mà giờ không biết chạy đâu nên là cứ đứng im đó. Qua đi Bi. Gạo hết đó, Gạo sợ Gạo đu lên. Gạo là con trai nhưng mà hơi nhát gái một xíu. Mắc cười lắm. Giờ sao Gạo đu vậy luôn à, đu hoài luôn. Được thôi, thả ra cho Gạo đi chơi. Không không được. Rồi, Gạo đi chơi đi. Bi nhảy ra Bi. Bi ra cho em đi coi.